Xin kính chào quý khán giả của Quỹ Nhà Nông thân mến. Thưa bà con, trong canh tác lúa hiện nay thì năng suất đã được quý anh quý chú chúng ta đẩy lên cao nhất. Do đó muốn làm có lợi nhuận thì chắc chắn là chúng ta phải tiết giảm chi phí đầu vào. Và có một khoản chi phí mà Tú Liên thấy quý anh quý chú chúng ta hay bỏ qua, đó chính là cái số tiền mà mua lượng giống gieo xạ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng thảo luận xem là có nên giảm lượng giống gieo xạ hay không, và giảm bằng cách nào thì mới hợp lý và khoa học. Sau đây thì xin mời bà con chúng ta cùng theo dõi đầu phóng sự. Trong canh tác lúa những năm qua, mô hình ba giảm ba tăng là một tiến bộ khoa học đã được áp dụng thành công vào sản xuất. Trong đó, khâu giảm giống là yếu tố được đưa lên hàng đầu. Thực tế cho thấy, khi xạ với mật độ phù hợp sẽ kích thích cây lúa nhảy chồi sớm, hạn chế sâu bệnh. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu nắng mưa thất thường nên nhà nông xạ hơi cứng giống để ngăn ngừa rủi ro. Hoặc những trường hợp tự đệ giống nhà, bà con có tâm lý xạ thoải mái, không sợ tốn. Bối cảnh canh tác hiện tại chịu nhiều áp lực về chi phí, đòi hỏi nhà nông phải tiết giảm những khoản đầu tư để tăng lợi nhuận. Trong đó, việc giảm lượng giống gieo xạ là một vấn đề cần được quan tâm. Nên là giảm lượng giống gieo xạ chứ, tại vì thời buổi kinh tế, nếu mà giảm được thì hạ được kinh tế mình xuống, với chi phí thấp xuống thì mới có lợi nhuận nha. Theo tôi á, thì tôi xạ thường là giống bao mà. Có một số người ruộng nhiều á, là ta hô là để giống lại nó sẽ giảm cái chi phí mua tiền mua lúa giống, nhưng mà mình xạ giống bao thì mình xạ lượng giống ít lại, còn ta xạ giống như ta để nhà đi, ta xạ lượng giống sẽ nhiều hơn, thì mình thấy nếu mà tính ra tiền giống thì vẫn ngang nhau à, chứ không có gì đâu. Nhưng mà mình được cái là xạ giống bao như vậy là thống nhất xác nhận là cái độ lẫn tạp này kia nó sẽ giảm, lúa mình, đất mình không bị lúa trời nhiều. Thống nhất giảm giống, giảm tiền và nhiều hơn thế nữa, các nhà nông hiện đại còn mong muốn được giải phóng sức lao động. Nhắc đến việc xạ tay hay phun máy sẽ tốn nhiều thao tác, giống ngâm ủ xong phải mất một đầu vác ra đồng, chia thành từng khúm dọc theo bờ mẫu cho tiện việc chăm giống. Với các ô ruộng lớn, nhà nông phải bỏ công cặm gò để định hướng xạ cho thẳng lối. Đợi một vài hôm lại quay qua lau cỏ sót chỗ dấu chân. Vừa cực vừa tốn, nhưng do tự làm nên bà con ít khi tính toán. Xét cho cùng, công lao động cũng là một loại chi phí cần được nhìn nhận đúng đắn hơn. Nếu thủ công thì phải đem lúa ra ngụn cái rồi chuẩn bị nhân công, phun, bình phun. Nó tốn rất là nhiều nhân công. Đúng rồi, ví dụ máy bay thì ta kiểu cọc là cấm gò đó, nó xả tay á. Ngày nay, tâm lý lúa thưa thừa thốc đã được bà con mình đón nhận. Nhiều khu vực chủ động giảm lượng giống gieo xạ xuống mức thấp nhất để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, khâu cải tiến giống cũng được nhà nước đẩy mạnh, cho ra đời những giống lúa chất lượng, nhảy chồi khỏe, đẻ nhánh sớm, đảm bảo năng suất với lượng giống ít so với tập quán gieo xạ trước đây. Thưa thì giống như mình xạ hàng thôi. Tại xưa xạ hàng thì cũng phải tốn nhân công, y gan cũng gần giống như xạ tay rồi. Nếu giờ xạ máy được thì xạ thưa được càng tốt. Thường thường đó, nếu mà xạ lượng giống ít á, quá ít á, thì sẽ đa số nông dân là người ta hô sẽ là cái mớ đó sẽ nó giảm bông, nói vậy thôi, nhưng mà cái năng suất thì nó mới là trả lời nó chính xác hơn. Điều chú tùy theo giống nữa, ví dụ giống 5-4-5-1 này là khoảng 12 kg, còn ví dụ OM 18 là 10 kg là nó vừa. Bà con thân mến, qua những ý kiến chia sẻ của quý nhà nông vừa rồi thì cũng cho thấy là quý nhà nông chúng ta là rất là mong muốn giảm lượng giống gieo xạ. Tuy nhiên thì đâu đó vẫn còn một số trở ngại. Và hôm nay thì Tú Liêm xin giới thiệu với quý bà con chúng ta một công nghệ giúp hỗ trợ bà con giải quyết vấn đề này. Đó chính là chiếc thiết bị XAG-B100 mới nhất. Bây giờ thì xin mời bà con chúng ta cùng ra đồng để theo dõi xem thiết bị này hoạt động như thế nào nhé. B100 là dòng máy mới nhất của đơn vị XAG Mekong với hàng loạt cải tiến so với phiên bản trước. XAG B100 ra đời với mục tiêu thay thế phần lớn sức người và đã được chứng thực qua việc phun xịt hay rải phân.
Riêng khâu gieo sạ mới được triển khai vài vụ lúa đã cho kết quả khả thi. Chú Hùng là một nhà nông thích ứng dụng công nghệ. Từ khi nghe đến drone gieo sạ, chú làm liền 3 vụ để kiểm chứng cho khách quan. Từ đông xuân, hè thu đến nay là vụ giữa, chú đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng sạ giống của XAG-B100. Khi được hỏi về tính tiết kiệm, chú Hùng chia sẻ, nhẹ công vác giống, nhẹ cảnh lợi ruộng cặm gò, thêm đỡ tốn tiền lao cỏ hậu do máy bay không có dấu chân. Năm 10 vụ rồi cũng xạ bằng máy bay luôn. Nhưng là cái công nghệ gòn thì nó phải đạt hơn rồi. Nhưng mà mình khỏe là giống mình khỏi cần chuyển ra bờ này kia để tại chỗ. Thứ hai nữa là ra sẽ công nghệ gòn sẽ chỉnh tốc độ như là một công bao nhiêu ký người ta chỉnh được. Nhưng mà cảm nhận cái này là thấy nó đều hơn cái vụ rồi đó. Trong khâu gieo sạ, yếu tố quan trọng nhất chính là độ đồng đều. Nhìn vào kết quả dưới nền ruộng cho thấy XAG-B100 phân bố hạt giống rất đẹp. Mặt giống vừa áp sát vào mặt ruộng chứ không quá lúng, vừa hay hạn chế được tác hại của những cơn mưa bất chợt. Một ưu điểm vượt trội là chế độ làm việc đồng nhất. Nhà nông muốn xạ bao nhiêu ký chỉ cần cài đặt con số. Máy sẽ dựa theo số liệu thiết lập và tự điều chỉnh tốc độ bay phù hợp. Chú Hùng nói vui rằng, mấy năm xạ tay, gà vịt ở nhà mừng lắm, vì vụ nào cũng như cả đống giống. Giờ xả bằng drone, canh lượng giống vừa khớp là xong. Hỏi về cấu tạo trong của XAG-B100, kỹ thuật viên cho biết có hệ thống khoan và lẫy. Khi xả, máy sẽ phân bố hạt giống theo làn bay 5m, đảm bảo độ đồng đều và rút ngắn thời gian. Với 1 hectare, XAG-B100 chỉ mất khoảng 30 phút, bao gồm thao tác chầm giống, cài đặt điều khiển đến khi gieo sạ hoàn tất. Thì khi mà bà con gãi giống bằng thủ công á, thì thường là chủ đạo hiện tại giờ quý bà con á là gãi bằng máy đeo tay. Thì khi mà gãi như vậy á, nó phụ thuộc rất lớn vào cái cảm nhận của cái người mà sử dụng cái thiết bị. Cho nên khi mà người ta có cảm nhận về tốc độ ra, tốc độ đi, rồi như thế nào đó thì cái nó gọi là ước lượng và định tính. Thì B100 đó là một cái sản phẩm rất là tiên tiến. Nó có thể chủ động được cái lượng trên cái diện tích. Thì khi mà mình muốn gãi bao nhiêu thì mình chỉ cần thiết lập thông số. Và như vậy là máy nó sẽ làm từ đầu đến cuối là chỉ có duy nhất một cái thông số thôi. Thứ hai nữa là cái cơ chế gãi của B100 nằm ở cái là cơ chế tiên tiến nhất. Đó là sử dụng cái khoan để khoan cái dòng lúa ra. Và sử dụng hệ thống lẫy để lẫy lúa trực tiếp xuống. Cho nên cái bề ngang làng của lúa là 5m, nó sẽ đều từ đầu cho đến cuối là 5m và mật độ ở trên cái làng 5m đó đều như nhau. Trong canh tác lúa, năng suất thường được quy trên hecta hoặc một công để nhà nông làm cơ sở tác động giải pháp và tính toán lời lỗ. Sự ra đời của công nghệ drone nói chung hay dòng máy XAG-B100 nói riêng đã mở ra một khái niệm mới về sự đồng nhất trên cùng một đơn vị diện tích. Khi đó, năng suất sẽ được quy về đơn vị cơ bản là 1m2. Chi phí đầu tư và lợi nhuận sẽ ít sai số, mang tính chính xác hơn trong tính toán. Khi mà có cái sự đồng nhất và điều như vậy á, thì nó đảm bảo được cái tính phân bố của hạt lúa trên đồng ruộng. Khi mà chúng ta đảm bảo được phân bố đó thì chúng ta sẽ chủ động trực tiếp là chúng ta sẽ giảm cái lượng giống. Thì đối với cái giống OM18 thì trong vụ đông xuân vừa qua chúng tôi đã thử nghiệm và thực nghiệm thành công là chúng tôi đã thử nghiệm là 9 kg cho 1.000 m2. Cho vụ đông xuân và 10 kg cho 1.000 m2 cho vụ hè thu. Thì kết quả thu được là thứ nhất là về cái vấn đề mà sử dụng phân bón cũng bằng thiết bị bay không người lái, nhưng mà chủ động được một cái là chúng tôi có giảm được cái lượng phân ở trên diện tích tầm khoảng 10-15%. Và kết quả thu được tới cuối cùng trong cái thí nghiệm đó thì năng suất của chúng tôi cao hơn khoảng được 1 tấn đến 1 tấn tư cho 1 hectare so với những cái mặt bằng xung quanh. Trở lại với ruộng lúa trước mắt, đợi máy xạ vài làn nữa là xong. Nhà nông cùng anh em kỹ thuật có cuộc trò chuyện về việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Chú Hùng mở chuyện, nhớ khi trước, cắt lúa xong phải bỏ công kéo lúa về, thức đêm suốt thùng. Rồi cái ngày máy gặt đập liên hợp ra đời giúp nhà nông đỡ cực. Ai sao chứ tôi làm lúa mà không có máy cắt, chắc tôi chạy. Anh Trí tiếp lời, giờ còn khâu phun thuốc, rải phân, gieo sạ phải phơi nắng. Nay có XAG-B100 tôi thấy khỏe hơn nhiều, các việc khác làm trong mát cũng đỡ ngán. Thiết nghĩ, ở khoảng thời gian không xa nữa, các thiết bị hiện đại sẽ được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất như một phương tiện thực hiện ước muốn của nhà nông. Máy móc thay thế sức người,
dịch hại kiểm soát bằng công nghệ, việc đồng áng trở nên nhẹ nhàng và khoa học, bộ mặt nông thôn sẽ hiện đại hơn nhiều à ngang. Chắc chú làm qua là hết từ đầu vô cuối vụ chứ. Giờ ví dụ mình sức khỏe mình đây là giờ con cái nó đâu ở nhà rồi thì nó sẽ tiến làm nghề gọi hết. Từ khâu xạ lúa đến phun phân, phun thuốc rồi tới ngày thu hoạch là máy liên hợp rồi là xong. Thì nói chung công nghệ con thì nó giúp cho con người rất nhiều và còn gì nữa, nó khỏi bàn tới à. Gà chưa nắng mà cầm cái bình xịt thuốc hoặc là bình gãi phân gì là chưa nắng là không nổi. Có con thì vô tư. Thì trên B100 thì nó cũng là một cái phương tiện để giúp cho quý bà con mình hoàn thiện trong chuỗi quy trình sản xuất lúa. Thì nó làm được những cái mà mình mong muốn từ đó đến giờ mà mình chưa làm được, đó là điều đủ và đúng trên diện tích. Thì nhờ những cái yếu tố đó cho nên nó giúp cho cái quá trình mà sản xuất lúa của mình nó hoàn thiện hơn, và chính vì vậy cho nên cái năng suất của mình nó được tăng lên. Kính thưa quý khán giả, thưa quý nhà nông, Tu Liêm xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp và chia sẻ của quý nhà nông trong chương trình ngày hôm nay. Và qua đó xét thấy thì ai ai cũng có mong muốn là giảm lượng giống gieo xạ để chúng ta tiết kiệm chi phí. Và qua đó thì chiếc máy XAG B100 sẽ là một cái khía cạnh mới để bà con chúng ta suy nghĩ và ứng dụng vào trong canh tác. Cuối lời, Tu Liêm xin chúc cho quý bà con trồng lúa được nhiều lợi nhuận và canh tác được thảnh thơi. Bên cạnh đó thì bộ mặt nông thôn được hiện đại hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.